Vừa qua tại Hải Phòng, Công đoàn Công thương Việt Nam tổ chức lễ phát động tháng công nhân năm 2018. Năm nay, tháng công nhân được tổ chức gắn với tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động với chủ đề chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Công đoàn Công thương Việt Nam cho biết, với vai trò bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động, hoạt động sẽ được đổi mới mạnh mẽ cả về phương pháp và nội dung hoạt động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động. Theo chủ đề mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề ra, đó là mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên. Tại lễ phát động, Công đoàn Công thương Việt Nam đã tuyên dương 11 đơn vị có thỏa ước lao động tập thể tốt, trao 10.000 tờ rơi về chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động, hỗ trợ 6 nhà mái ấm công đoàn cho 4 đơn vị công đoàn cấp trên cơ sở. Ngoài ra, Công đoàn Công thương Việt Nam còn tặng một thiết bị y tế trị giá 30 triệu đồng cho phòng y tế công ty cổ phần nhựa thiếu niên Tiền Phong nhằm phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động tại công ty.